Chiều ngày 29 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Tâm, 40 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, 18 năm tù giam về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, tháng 6 năm 2011, Tâm là cán bộ phòng tài chính kế hoạch huyện Châu Phú, được phân công nhiệm vụ kế toán, theo dõi thu nợ và báo cáo tình hình các cụm tuyến dân cư vượt lũ, hướng dẫn người dân nộp tiền mua nền nhà, kiểm tra, niêm yết giá với đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ thu hồi nợ và tham mưu phối hợp công tác tổ chức bán đấu giá nền linh hoạt tại 4 cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện Châu Phú. Từ tháng 11 năm 2011 đến tháng 12 năm 2015, lợi dụng sự tin tưởng của lãnh đạo phòng tài chính kế hoạch, Tâm đã hướng dẫn người dân nộp tiền mua nền nhà và tự ý thu tiền của 40 người dân mua 51 nền nhà linh hoạt tại 4 cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện, chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân. Tâm đã dùng thủ đoạn gian dối, hợp thức hóa hồ sơ để được Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú cấp 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định. Còn lại 27 nền nhà, Tâm chưa kịp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bị phát hiện. Ngoài bản án 18 năm tù giam, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.